Hello, chào các bạn. Hôm nay á mình cũng làm bánh bông lan trứng muối. Thì hôm qua làm thì cho bạn đám á nên mình không có dùng ăn cho các bạn xem được. Thì hôm nay mình có làm thêm hai cái bánh, mà một cái bánh giao khách và một cái bánh cho nhà ăn. Đây, đây là cái bánh ở nhà ăn nữa các bạn. Một hồi mình sẽ cắt ra, mình sẽ ăn, mình đánh giá. Rồi, cho các bạn xem nha. Rồi các bạn xem mình ăn nè. Trời ơi hấp dẫn lắm nha các bạn. Rồi đây 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 mình quay cận cảnh cho các bạn xem đây. À, cái bánh nhà ăn thì đơn giản thôi nhưng mà chất lượng thì không có nó y như bánh giao khách nha các bạn. Bánh này là phải nói ngon nét nách luôn các bạn ơi. Rồi để mình ăn cho bạn xem nha. Đây các bạn ơi. Bây giờ trên tay mình là cái bánh bông lan trứng muối nè, bà xã mới làm xong. À, thì kế bên là cái bánh dành cho giao cho khách, còn cái bánh này nhà dùng nè, thì mình sẽ cắt bánh ra mình ăn, mình đánh giá các bạn xem nha. Thì cái này là phần 2, còn phần 1 á, là hôm qua làm á, thì đã có hướng dẫn những chi tiết cái cách để mà làm bánh rồi. À, mình cũng đã hứa với các bạn là mình sẽ ăn, mình đánh giá cho các bạn biết là cái bánh nó phía trong nó làm sao, nó niêm mấy lớp và ngon hay không nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Rực rỡ ngon dữ dằn lắm các bạn ơi. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Mấy cái vụ này mình đâu có bỏ được, hấp dẫn quá mà. Đây mình sẽ bỏ cái này qua bên, mình ăn mình đánh giá cái phần của này của mình. Đây mình mới vừa cắt, đây mình cắt không có khéo quá nên đâm ra là những cái hột vịt muối á nó bị rớt ra ngoài nhiều quá. Nhưng mà để mình ăn thử đánh giá ăn không cái này ngon không nha. Ồ, trứng muối này nó vừa ăn luôn các bạn ơi. Đó là cái các bạn mua đó thì được cái màu này nè, trứng muối mà nó đủ ngày á, cái màu cũng đẹp quá các bạn. Ừ, đây. Còn đây là cái các bạn quan sát nha. Thì ở đây là hai lớp bánh bông lan. Đó, thì ở giữa này nè cũng có sốt dầu trứng nha. Ở trên đây cũng có sốt dầu trứng luôn và có trà bông. Đó, rồi có bơ kem nè. Đó, và trứng muối nha. Đây mình sẽ dùng nha các bạn. Không từng nào tả nổi. Có bánh bánh bông lan này nữa hả, ăn nó phao miệng ngon quá. Và thêm nữa đó là cái sốt dầu trứng á, độc quyền của bà xã mình á, là ăn đó, nó bùi bùi, nó béo béo, nó mặn mặn đó, quá ngon. Sự kết hợp hoàn hảo nha các bạn. Thì trong đây á cũng trà bông á vừa ăn ngon dễ sợ luôn các bạn à. Nè, trên phần này là phần có kem nè các bạn. Quá hấp dẫn luôn à. Phần có kem á, bơ kem á, béo đã hay sợ luôn. Này đúng là kết hợp hoàn hảo luôn á. Bánh mặn, có bơ kem vô, còn có những cái trà bông á và trứng muối nữa, quá ngon các bạn ơi. Đây nè, cái muỗng này á, là cái muỗng mà nó có trà bông nhiều quá nè các bạn. Cực kỳ các bạn ơi. Thì các bạn bạn á ăn bánh nha nè,
mà uống nước nước trà mà phải nói là quá trời đã luôn á, quá đúng bài luôn. Thì bà Thả cũng đang pha cho mình cái ly trên nước trà, mà cái này trà 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 hoa, nên ra là rất tối hay gì đó mình uống á không có bị mất ngủ nha các bạn. Thì người xã sẽ làm cho mình cái loại nước mà hoa đậu biếc, các bạn biết cái hoa đậu biếc rồi đó. Thì mình pha nước nó ra màu tím nhưng mà mình nặn chanh vô á, nó ra màu xanh nhưng mà mình nặn chanh nó hiện ra màu tím nha các bạn. Cực kỳ luôn. Thật ra cái bánh này nè mình cho cả nhà cùng ăn luôn, nhưng mà vì cái chính sách của YouTube á là khó về trẻ em quá, có trẻ em á thì dễ bị ảnh hưởng kênh, nên hôm ra mình ngồi ra mình ăn á, mình nói chuyện với các bạn cũng hơi buồn, nhưng mà tới lúc kết thúc clip á bảo đảm các bạn nha, cái dĩa này nè các bạn chừng 2 5 phút là sạch liền á. Hai đứa con mình nó khoái thích ăn cái này chứ lắm, nó cũng muốn ngồi chung với đây với lắm, nhưng mà điều rồi kênh của mình bị mất đó các bạn, nên nó sợ lắm. Mình cũng có kêu vô nó thôi ba ơi, nó vô ảnh hưởng kênh ba á, mất kênh á uổng lắm ba, mình thương với nó nhỏ vô đó, đó. Nên ra mình ăn cái bánh này nè, mình ngồi mình tâm sự với các bạn nghề nghiệp YouTube á nó cũng khó vậy đó. Gia đình thì 4 người thì mà 2 đứa nhỏ không có tham gia cái trong cái kênh của Phong Rau Vlog này, thật sự là cũng tội nghiệp 2 đứa nhỏ thôi các bạn ơi. Thì cũng mong các bạn thông cảm. Thì những video này nè hiện tại nhé, thì mình ít ra ngoài để mình quay video lắm, mình ở nhà thì mình có những cái hay cái lạ gì đó mình quay mình gửi đến các bạn, mong các bạn thì ủng hộ và đăng ký kênh mình nha. Thì ở nhà thì nói gì giờ, anh nói về ẩm thực để gửi đến các bạn thôi. Rất ngon các bạn. Thì các bạn á hãy quan sát cái video vừa rồi á, qua phần 1 á, các bạn hãy làm theo cái những cái bước mình hướng dẫn đi. Cái bánh ăn rất ngon. Còn các bạn có thắc mắc gì á, hãy comment cho mình biết nha. Thì cái nào mình biết mình dạy được các bạn, cái mình hướng dẫn các bạn được mình hướng dẫn. Rất ngon các bạn. Thì ở phía trên mặt này nè, những cái trắng trắng nè các bạn là phô mai á, nó cũng mặn mặn á, nên nó kết hợp cũng ngộ lắm các bạn. Mỗi thứ nó kết hợp với nhau quá, thành ra cái bánh nó quá trời ngon luôn, cực kỳ luôn. Như các bạn thấy á, cái phía bên phải mình nè, cái bánh mình đang chỉ nè, là họ đặt bà xã mình làm để mà đãi sinh nhật á. Thường sinh nhật là làm bánh kem để đãi hơn, nhưng họ ăn bánh của bà xã mình họ khoái họ thích rồi, nó nói bây giờ bánh kem thì nó nấu sinh nhật á là cũng thường quá à, cũng đi đâu cũng gặp, nhưng nếu sinh nhật mà làm những bánh này nè đãi bạn bè các bạn ăn á khoái lắm, nên năm ra là những năm sau ngay ngày sinh nhật họ vẫn nhớ, họ đặt bà xã mình để đãi khách. Thì mình nói nhiều đó đó thì các bạn cũng đã biết là cái sự hấp dẫn của bánh này nha các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Thật sự ngon. Thật ra mình cắt nha, mình cho nó tế nhị cho nó nhỏ nhỏ thôi, chứ nhiều đây á đâu có đã, mình cắt thêm miếng nữa mình ăn.
rớt quá hả, đâu có đã miệng mà. Thì cái phần này nè các bạn. Rồi, bà xã có làm cho mình cái hoa đậu biếc nè các bạn, nước hoa đậu biếc nè. Đó. Các bạn thấy không? Nước hoa đậu biếc lúc mình pha thì nó ra màu xanh. Nhưng lúc mình nặn chanh, mình nếu mà các bạn uống mà có chanh giấy á, các bạn nặn á rất là thơm mà cái màu nó ra đẹp luôn nha các bạn. Thì mình sẽ nặn chanh vô cái ly nước này nè các bạn, nước ngoài đậu biếc này nè. Đó, các bạn thấy cái nửa cái phần chừng 1/3 cái chanh đi. Đây, đang nặn vô nè các bạn. Nói chung mình mà uống chua đó thì nặn nhiều, còn uống mà vừa vừa thôi, không có chua quá đó thì nặn ít thôi các bạn. Mình thì cái cũng có hơi bao tử nhẹ đó nên thôi mình uống ít thôi. Đây, bây giờ ở phía trên đây á thì mình đã có chanh rồi nha. Mình sẽ quậy lên cho các bạn xem nè. Mình để cái góc nào sao cho các bạn thấy rõ nha. Nó chuyển qua màu tím này nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy rõ không? Màu tím luôn nè các bạn. Đó. Dặn lên cái nước này phải nói chứ. Cũng là một sự kết hợp hoàn hảo để mà ăn với cái này luôn đó. Wow. Về cái nước hoa đậu biếc này nè, mình đã quay được 2 clip rồi đó, nhưng mà những cái kênh đó đó mình bị xóa rồi, tiếc lắm các bạn. Nên hay đó, mình làm cái kênh vlog này nè, về cái mình dốc toàn lực luôn mình làm, mong kênh nó được phát triển và mong được những các bạn á được yêu yêu thích mình đó thì đăng ký với chia sẻ cái video của mình để nhiều người biết để mà ủng hộ mình nha. Mình nói thật ra đã không làm thì thôi, mà nếu đã làm YouTube là mình phải đầu tư và mình phải vận dụng những cái kiến thức mình học và những cái mà món ngon, những cái cảnh đẹp, những cái gì đó mà hay đẹp lạ mình đều đi tới, mình quay, mình quảng cáo về cái nơi đó, mình giới thiệu các bạn những cái điểm du lịch hay. Hiện tại giờ cái kênh này của mình tới thời điểm này đã 2 tháng hơn á, nói về Sa Đéc nhiều lắm, mình chưa nói về những cái vùng địa phương khác. Thì nếu mà có dịp mình sẽ quay đi nhiều nơi, mình sẽ quảng bá về địa danh và về con người của những địa phương khác nữa nha các bạn. Hôm nay ở nhà buồn quá, ăn bánh tâm sự với các bạn. Bánh mình ăn, nếu ăn không á thì nó cũng dễ ngán. Thì vì cái độ béo nó cũng béo, nên nếu mình có trà, nó có nước ngọt thì uống vô á, ăn rất nhiều, ăn rất ngon, mà nó lại pha với nhau nữa. Cái ngày YouTube đó các bạn, nó cũng nhiều kê lắm. Năm 2020 này nè, thì những chính sách mới á, nó lại ràng buộc, nó gò bó về cái người làm YouTube lắm. Đó. Nên đâm ra cũng giới hạn về cái phần trẻ em và những cái hình ảnh mà gây ra cái bạo lực là đánh lộn hay chửi bới nọ đó, mình sẽ quan hệ đó. Nhưng mà mình lại không thích cái có không có trẻ em tham gia đó. Đó, mình cũng có cái hơi buồn, nhưng mà mình cũng vì các bạn, vì kênh thì mình sẽ nữa mình sẽ tạo những cái kênh cho những cái nhỏ. Kênh này chủ yếu là bà xã với mình thôi, còn lâu lâu với cái nhỏ đó nó hiện chút xíu rồi nó chạy đi, hiện chút xíu chạy đi thôi. Tôi tội nghiệp lắm các bạn.
mình tâm sự nhiêu đây thôi. Thì mong các bạn hãy luôn ủng hộ và luôn theo dõi kênh mình nha. Thì những cái nào hay mà các bạn thấy được á thì các bạn hãy share quảng cáo cho mình về cái kênh. Cái người YouTuber rất tâm huyết với nghề đó, mình tâm sự với các bạn chút xíu thôi. Thì mong các bạn luôn luôn yêu thương, gắn bó và ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Sẽ gặp các bạn những video tiếp theo, một ngày gần nhất. Rồi, xin chào tạm biệt.